Vừa qua, Tổng cục Năng lượng Bộ Công Thương đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch phát triển ngành than đến năm 2020 và có xét triển vọng đến năm 2030. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng cho biết, theo quy định của luật khoáng sản, Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch ngành than với quan điểm trên cơ sở khai thác, chế biến, ứng dụng, tiết kiệm nguồn tài nguyên than của đất nước, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, đẩy mạnh điều tra cơ bản, thăm dò, đánh giá tài nguyên và trữ lượng than trong nước, thực hiện kinh doanh than theo cơ chế thị trường, phát triển ngành than gắn liền với bảo vệ, cải thiện môi trường sinh thái vùng than, v.v. Tham dự hội nghị, các đại biểu cho rằng quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam đến năm 2020 có xét triển vọng đến năm 2030 đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành và bảo vệ nguồn tài nguyên khoáng sản của đất nước. Để thực hiện quy hoạch, Bộ Công Thương cần chỉ đạo đơn vị tư vấn, các tập đoàn nhà nước có liên quan trong việc thực hiện quy hoạch theo phụ lục chi tiết quy định danh mục các dự án thăm dò, khai thác và dự án hạ tầng phục vụ phát triển ngành than trong đầu tư xây dựng và đi vào vận hành đến năm 2030.